Cùng là vợ chồng Hoa, Hàn được cả showbiz ngưỡng mộ, giờ đây các cặp đôi lại chia thành hai phe đối lập. Charim từng cạch mặt chồng cũ suốt 4 năm nên thuộc hội toàn dính thị phi. Thích Vi lại là team được chồng cưng chiều như công chúa. Vài năm trước, làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ rộ lên trào lưu kết hôn xuyên biên giới. Sau khi hợp tác chung trong một bộ phim, dàn diễn viên xứ Trung nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp xứ sở Kim Chi rồi về chung một nhà. Từng được công chúng ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc, thế nhưng giờ đây cái kết họ lại đối lập hoàn toàn. Team toàn dính thị phi. Khi đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, Chu Cha Hiên làm quen với Vu Hiểu Quang trong thời gian hạnh phúc của bạn gái Ma Lạt, rồi kết duyên vợ chồng, bất chấp đồng nghiệp nam kém mình 2 tuổi và chẳng nổi tiếng bằng. Thở ban đầu, cuộc sống hôn nhân của họ rất ngọt ngào, lên sâu là lại khiến khán giả sâu răng vì quá đẹp đôi và ăn ý. Ai mà ngờ được, chỉ sau vài năm về chung nhà, Vu Hiểu Quang lộ tính xấu, liên tục qua lại với các cô gái trẻ. Thay vì xử lý chồng, Chu Cha Hiên lựa chọn tha thứ hết lần này đến lần khác, khiến công chúng cảm thấy xót xa cho mỹ nhân bạc phận. Cũng là cặp đôi Hoa, Hàn, nhưng Trương Mông và Kim Ân Thánh chẳng được nhiều khán giả ủng hộ. Bởi từ khi mới hẹn hò, cho đến lúc về chung nhà, vây quanh hai người chỉ toàn là ồn ào mà thôi. Kim Ân Thánh nổi tiếng là sao nam đa tình, mỗi năm lại có bạn gái mới. Trương Mông lại mất điểm vì liên tục dính vào lùm xùm làm bé ba. Người ta còn đồn đoán, Trương Mông nhờ chen chân vào chuyện tình cảm của Kim Ân Thánh mới có thể làm vợ anh đó. Ồn ào bé ba chưa qua, Trương Mông lại gây xôn xao cõi mạng khi khóc lóc kể chuyện vất vả tìm con với chồng Hàn nhưng bất thành. Vì chuyện này mà cô bị nhiều người cà khịa ăn phải quả táo nhãn lồng. Charim là một trong những sao Hàn hoạt động ở đại lục sớm nhất đó. Nhờ thế mà cô mới xây dựng được sự nghiệp đình đám ở xứ Trung, lại còn tìm thấy tình yêu thứ hai bên Cao Tử Kỳ, chàng tiêu kiếm của Tân Hoàn Châu Cách Cách. Thở ban đầu, hôn nhân của họ ngọt ngào như ngôn tình vậy. Thế nhưng, sự khác biệt trong lối sống khiến bất hòa giữa hai người ngày càng tăng. Năm 2019, Charim đường ai nấy đi với Cao Tử Kỳ. Chẳng biết vì lý do gì Charim cạch mặt chồng suốt 4 năm qua. Mãi đến đầu năm 2024, Charim mới chịu làm hòa với chồng cũ, cho phép anh được gặp con trai đó. Hội được chiều như công chúa. Dù là đại hoa đán của làng phim Hoa ngữ, chẳng hề thiếu đại gia theo đuổi, thế nhưng Thăng Duy lại từ chối tất cả để cưới đạo diễn Kim Thê Dòng. Quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Thu Muộn, Thăng Duy rơi vào lưới tình với vị đạo diễn đa tài này và quyết theo chồng chuyển đến vùng nông thôn ở Hàn để sinh sống. Phải làm dâu xứ lạ, nhưng cuộc sống của Thăng Duy lại cực kỳ hạnh phúc và an yên, đến mức nữ diễn viên xếp chồng ở vị trí đầu tiên, trên cả con gái nữa đó. Dù hiện tại hai vợ chồng phải sống xa vì công việc, nhưng điều đó vẫn chẳng hề ảnh hưởng gì đến tình yêu mà họ dành nhau. Kim Thê Dòng dù bận đến mấy vẫn bay sang Bắc Kinh để chăm con cùng Thăng Duy đó. Có thể nói Thích Vi, Lý Thừa Huyễn là cặp đôi Hoa, Hàn bền vững nhất hiện nay. Tính đến 2024, họ đã ở bên nhau được một thập kỷ rồi, vậy mà hôn nhân vẫn viên mãn và ngọt ngào như thổi mới hẹn hò. Không như nhiều cặp vợ chồng khác, Lý Thừa Huyễn chấp nhận ở nhà chăm con gái Lucky để Thích Vi phát triển sự nghiệp, nguyện làm bóng đứng sau thành công của bà xã. Có lẽ nhờ thế mà hôn nhân của họ khiến nhiều khán giả phải quay xe, từ nghi ngờ chuyển sang ủng hộ. Năm 2022, Thích Vi còn hạ sinh thêm một quý tử cho Lý Thừa Huyễn đó.